Trên mạng xã hội, dân tình há hốc trước sự chơi lớn chi vài chục tỷ của một công ty khi thưởng Tết nhân viên. Nhiều người còn mong muốn xin ứng tuyển để được hưởng đãi ngộ như thế. Chỉ còn khoảng một tháng nữa, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại các quốc gia châu Á sẽ chính thức bắt đầu. Vào thời điểm năm 2023 âm lịch kết thúc, hầu hết các công ty tại khu vực này đều đang bắt đầu công bố kế hoạch thưởng Tết cho các nhân viên. Trong đó có không ít màn thưởng Tết khiến cho nhiều người chỉ biết ước. Tờ The Paper mới đây đưa tin, một công ty công nghệ sinh học ở thành phố Thanh Châu, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã chi gần 8 triệu nhân dân tệ, khoảng 27 tỷ đồng, để mua 16 chiếc SUV BMW kép mới cứng thuộc 3 mẫu khác nhau, bao gồm X1, X3, X5. Những chiếc siêu xe này sẽ là phần thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong công việc, đạt hiệu suất cao trong năm vừa qua. Đây sẽ là món quà giúp cho nhân viên thêm sự tự tin, hăng hái làm việc khi quay trở lại công ty sau dịp Tết Nguyên đán. Được biết, hầu hết các nhân viên nhận được chiếc siêu xe mà công ty thưởng đều là những nhân viên kỳ cựu, gắn bó với công ty trên 5 năm. Dù vậy, nhân viên chỉ được sử dụng xe căn cứ vào kết quả công việc của từng người, sau 3 năm công ty mới trao quyền sở hữu cho họ. Chia sẻ trong video trao quà, người phụ trách công ty cho biết, những nhân viên kinh doanh này đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của công ty nên công ty muốn tặng cho họ món quà khiến cho nhân viên cảm thấy tự tin hơn khi đi làm. Sau khi thông tin này được lan truyền, nhiều người cũng xác nhận công ty này vốn nổi tiếng với sự đãi ngộ hấp dẫn dành cho nhân viên. Chủ sở hữu công ty chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, trước đây tôi đã tặng họ nhiều món đồ quý giá và sắp tới tôi cũng sẽ tặng nhà cho nhân viên. Tôi muốn mua nhà cho những người trẻ mới bước vào xã hội, nên hãy gia nhập công ty tôi và mang lại hiệu suất bán hàng tốt nhé. Rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, gửi những lời chúc mừng đến các nhân viên nhận được món quà lớn này. Tuy có nhiều bình luận, ý kiến khác nhau dưới bài viết, nhưng phần lớn cư dân mạng đều cho rằng phần thưởng dành cho các nhân viên là rất xứng đáng với những nỗ lực, chăm chỉ của họ. Cư dân mạng đua nhau để lại những bình luận dí dỏm, đến công ty đó làm việc cần có yêu cầu gì không? Tôi cũng muốn đến đó làm việc, đây là nơi kỳ diệu nào vậy? Hãy nhanh chóng cho tôi biết tên công ty đi. Cũng trong ngày 8 tháng 1 vừa qua, công ty nông nghiệp xanh ở huyện An Nghĩa, thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng của nước này xôn xao khi tổ chức lễ trao thưởng Tết với tổng số tiền mặt lên tới 11,69 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 39,7 tỷ đồng. Đây là năm thứ 13 liên tiếp công ty này trao tiền thưởng Tết lớn vào dịp cuối năm cho các nông dân. Được biết, vị chủ tịch của công ty này trở về quê hương để bắt đầu kinh doanh từ năm 2010. Ban đầu, diện tích đất nông nghiệp mà ông sử dụng là 4.000 mẫu. Sau hơn 10 năm, con số này đã tăng lên hơn 60.000 mẫu. Để nâng cao sự nhiệt tình của nông dân trong việc trồng ngũ cốc, năm 2011, vị chủ tịch đã đề xuất thưởng cuối năm. Trong 13 năm qua, số tiền thưởng cuối năm dành cho nông dân không ngừng tăng, từ hơn 500.000 nhân dân tệ lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Đến nay, tổng số tiền lũy kế đã lên tới 54,84 triệu nhân dân tệ, hơn 186 tỷ đồng.